Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổ chức khu triển lãm sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Khu triển lãm có sự tham gia của 16 doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu trên 50 nhóm sản phẩm chất lượng cao từ 3 miền đất nước. Những sản phẩm này rất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc. Trong số này, có nhiều mặt hàng được người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng như cà phê, chè, sầu riêng, chuối, sản phẩm sữa, yến xào. Bên cạnh đó, khu triển lãm cũng giới thiệu những sản phẩm có nhiều tiềm năng cung ứng tốt cho thị trường Trung Quốc, mới được mở cửa thị trường như dừa tươi, sầu riêng cấp đông cùng các loại trái cây mà thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao. Việc tổ chức khu triển lãm sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc là cơ hội tốt để nhà sản xuất, cung ứng của Việt Nam giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm nông sản đặc sắc cũng như gặp gỡ, tìm kiếm khách hàng, tăng cường giao thương, tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác tiềm năng về nhập khẩu trái cây tại Trung Quốc.